Đảng bộ xã Thóc Tiên, thị xã Phú Mỹ tổ chức tổng kết công tác đảng năm 2022. Trong năm, Đảng ủy xã đã chỉ đạo cấp ủy chính quyền, đoàn thể triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Tổng diện tích gieo trồng các loại cây ngắn ngày trên địa bàn xã Thóc Tiên ở năm 2022 đạt 503 ha, giá trị trồng trọt đạt hơn 47 tỷ đồng. Chăn nuôi gia súc, gia cầm đạt giá trị gần 70 tỷ đồng. Toàn xã có 115 doanh nghiệp hoạt động ổn định, tạo việc làm cho khoảng 5.000 lao động trong và ngoài xã. Đến nay, xã Thóc Tiên đạt 15 trên 15 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 62 triệu đồng một năm. Năm 2022, Đảng bộ xã đã kết nạp 9 đảng viên. Đảng bộ xã cũng vận động đảng viên đóng góp kinh phí lắp đặt đèn chiếu sáng tại 8 tuyến đường với tổng chiều dài 5,3 km.